em làm gì đấy? Sư phụ, sao thằng này nó đánh đi thẳng một con rắn? Ờ, bây giờ thì cho hỏi là cái con nắm đi thẳng như thế nào? Con đầu tiên là con đẩy gậy trên bia bắn rồi con mới xuống người. Ồ, đó, tức là sai lầm nhiều khi nó xảy ra vấn đề đấy. Tức là cái quy trình của con là con đặt gậy chuẩn cho con đặt mắt vào gậy đúng không? Đừng làm như vậy, bởi vì như vậy thì đặt gậy bắt đầu trên sắc đã chuẩn. Và hai nữa là quy trình nó là như này, đặt gậy vào tia mắt chứ đừng có đặt mắt vào tia gậy. Nhìn tưởng là nó giống nhau nhưng mà thực tế là nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Hãy cúi xuống đặt mắt vào tia ngắm, sau đó thì mới đặt gậy vào chuẩn tia đấy thì nó mới bảo đảm hai tia nó trùng nhau. Còn lại mọi người hay bị là đặt gậy vào sau đó thì cúi mắt xuống gậy, nhưng mà về bản chất là cái tia gậy trên sắc đã chuẩn, được chưa? Tia mắt sẽ là chuẩn nhất. Vậy bây giờ hãy làm lại nào. Bây giờ mình cúi xuống nhá, sau đó đặt tia mắt vào gương ngắm đã, sau đó mới đặt gậy vào. Ok, mọi người nhớ nhá, tức là đánh cái con bi thẳng hoặc là ngắm bi gì đấy thì mọi người hãy nhớ là đặt cái tia mắt chuẩn đã, sau đó thì hãy đặt gậy vào tia mắt, chứ đừng có đặt mắt vào gậy sau đó thì mới ngắm, mọi người nhớ nhá.